Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, trong hai đợt lũ đầu tháng 11 và gần cuối tháng 12 vừa qua, đã có hơn 1.700 ha rau màu bị thiệt hại nặng, nhất là dọc vùng hạ lưu sông Đa Nhiêm. Trong đó trên 800 ha bị mất trắng thuộc diện được đề xuất hỗ trợ một phần thiệt hại. Nhưng trước mắt huyện đã hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho khoảng 80 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo bằng nguồn ngân sách dự phòng của huyện. Trong đó có một hộ nhà ở bị cuốn trôi. Mức độ hỗ trợ dựa vào quy định chung của chính phủ về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai lũ lụt là 2 triệu đồng một hecta. Những hộ không thuộc hai diện trên cũng đã được huyện ra soát thống kê đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ theo đúng quy định. Công trình khu thực phẩm tươi sống chợ Hòa Nam với kinh phí đầu tư do Ngân hàng Thế giới tài trợ gần 2 tỷ đồng được triển khai xây dựng vào giữa tháng 11 năm 2016. Công trình có tổng diện tích 331 m² với 40 quầy buôn bán thực phẩm tươi sống. Mái có lớp chống nhiệt, toàn bộ hệ thống điện nước đều được cấp đến tận quầy.